có duyên biết mệnh, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, trúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu có nhất dùng thiên hạ, tiền tiêu ba đời không hết, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025, giàu như vũ bão. Xin chào quý anh chị tuổi Tân Hợi 1971 và các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và vạn sự hanh thông. Kính thưa quý anh chị, trên hành trình cuộc sống, không có điều gì đến một cách ngẫu nhiên hay miễn phí. Để có được sự thịnh vượng và giàu sang, mỗi người trong chúng ta không chỉ cần có may mắn, mà hơn hết còn phải dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự kiên trì vượt qua những khó khăn. Và người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 chính là một trong những con giáp tiêu biểu cho tinh thần ấy, luôn bền bỉ, chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc dù gặp phải trở ngại. Bước vào những tháng cuối năm 2024, quý vị sẽ thấy vận trình công việc và tài lộc của mình có những thay đổi rõ rệt. Đây là thời điểm mà mọi cố gắng của quý anh chị sẽ được đền đáp, mang đến những cơ hội lớn trong công việc và cuộc sống, giúp quý vị chuẩn bị cho một cái Tết âm lịch 2025 đầy đủ và rực rỡ. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi khám phá chi tiết vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo của người tuổi Tân Hợi trong thời gian sắp tới nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký và like kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào cho năm 2025 đầy may mắn đang đến gần. Thần tài chỉ điểm, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trúng lớn liên tiếp, đổi đời giàu có nhất dùng thiên hạ, tiền tiêu ba đời không hết, từ nay đến Tết giàu như vũ bão. Tổng quan tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh xoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, khắc đại lâm mộc, con nhà bạch đế, phú quý, xương con heo, tướng tinh con cọp, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Số này cung mạng tương sanh, chẳng sang cùng quý số người thuận sanh, mùa thu là hạp giới chàng, đều đặn sung sướng thanh nhàn lo chi. Mùa hạ bị khắc hàng di, đông xuân cũng lỗi giàu thì cực thân, số này cách trở quê hương, tha phương cầu thực mới nên cửa nhà, trung vận vất vả gian nan. Kể từ hậu vận thịnh hưng một bề, tiền vận rắc rối lôi thôi, ngay gian cũng bị kéo lôi ngục tù, số may gặp được phước hồng, không thì cũng ở ngục tù từ lâu. Cuộc sống, cuộc đời của tuổi Tân Hợi, tuổi nhỏ có nhiều rắc rối, lớn lên thì thành công về danh phận. Cuộc sống có phần sung túc vào năm 37 tuổi trở đi, cuộc sống có nhiều phúc đức, nên con cái sau này được hưởng phước. Tình duyên, về tình duyên theo số chiêm tinh thì như sau, nếu bạn sanh vào những tháng này thì có 3 lần thay đổi về tình duyên hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 6 và 9 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ được hưởng hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Gia đạo, công danh chỉ ở vào mức độ trung bình. Gia đạo được êm ấm không xảy ra những xích mích hay những chuyện rắc rối bất ngờ. Sự nghiệp được hoàn thành vào số tuổi từ trung vận trở đi. Tiền tài có nhiều cơ hội tạo nên bất ngờ và luôn luôn có phần đầy đủ, không có sự thiếu thốn thường xuyên. Tuổi hợp cho làm ăn, tuổi Tân Hợi hợp với những tuổi này trong sự làm ăn hay bất cứ công việc nào khác trong cuộc đời, đó là các tuổi Tân Hợi đồng tuổi, Nhâm Tý và Ất Mão. Hợp tác làm ăn với những tuổi này sẽ không sợ thất bại mà còn thu được nhiều kết quả về tài lộc. Lựa chọn vợ chồng, những tuổi này rất hợp cho sự kết duyên của bạn, có thể đẩy mạnh cuộc sống lên đến mức độ cao của vấn đề danh vọng và tiền bạc. Đó là các tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Dậu. Kết duyên với những tuổi này bạn sẽ được sống cao sang quyền quý vô cùng. Kết duyên với những tuổi này đời bạn chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là các tuổi Giáp Dần và Bính Dần, vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình cảm mà lại khắc về cung tài lộc. Kết duyên với những tuổi này thì có thể đời bạn phải sống trong một cuộc sống nghèo khổ. Đó là các tuổi Bính Thìn, Nhâm Tuất, Mậu Thìn. Đây là những tuổi khắc kỵ nhất về mọi mặt với tuổi bạn. Những năm này rất kỵ tuổi về việc kết hợp lương duyên, nếu có thành thì cũng sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên. Đó là bạn ở vào tuổi 21, 25, 27, 33, 39 và 45 tuổi. Sanh vào những này bạn sẽ có số đào đào qua, có phần thê thiếp hay đa đoan về việc vợ. Đó là sanh vào những tháng 1, 5, 7, 9 và 10 âm lịch. Những tuổi đại kỵ,
gặp tuổi Kỵ trong việc làm ăn, nên tránh sự giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi Kỵ trong vấn đề hôn nhân và hạnh phúc, nên tránh việc làm lễ thành hôn và ra mắt họ hàng linh đình. Gặp tuổi Kỵ trong gia đình thân tộc thì nên cúng sao cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Tân Hợi xuất hành vào giờ chẵn, tháng chẵn và ngày lẻ thì hợp cho sự làm ăn nhất. Xuất hành vào những ngày, giờ nói trên bạn sẽ không sợ bị thất bại mà còn hưởng được nhiều tài lộc và thành công về mọi mặt. Kính thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 thân mến, năm 2024 chắc chắn là một năm đầy thử thách và khó khăn đối với nhiều người trong quý vị. Từ những tháng đầu năm, quý anh chị đã phải đối mặt với không ít sóng gió, cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Đặc biệt, tình hình tài chính của nhiều người đã không mấy khả quan. Công việc gặp phải nhiều trở ngại, không ít lần tưởng chừng bế tắc khi mọi sự cố gắng chưa đem lại kết quả mong muốn. Trong lĩnh vực sự nghiệp, có những thời điểm mà người tuổi Tân Hợi đã phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với những năm trước để duy trì sự ổn định. Các kế hoạch, dự án có thể bị chậm tiến độ hoặc không thu được kết quả như mong đợi. Những ai làm kinh doanh chắc chắn đã gặp không ít thăng trầm, đầu tư vào nhưng lại thấy lợi nhuận chưa như kỳ vọng. Quý vị phải dành rất nhiều thời gian để điều chỉnh chiến lược, cân nhắc lại hướng đi. Nhưng những khó khăn tài chính đôi khi vẫn bám theo, khiến cho không ít người cảm thấy áp lực đè nặng. Cùng với đó là những vấn đề cá nhân, gia đình, có những mối quan hệ trở nên căng thẳng hoặc thậm chí những tranh cãi nhỏ trong gia đình có thể khiến quý vị lo lắng hơn. Tinh thần của không ít người tuổi Tân Hợi đã phải chịu đựng những thử thách từ cả công việc lẫn gia đạo. Đây là thời gian mà nhiều người cảm thấy kiệt quệ, áp lực, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Thế nhưng, một điều đáng quý ở người tuổi Tân Hợi chính là tính cách kiên nhẫn, hiền hòa và không dễ dàng bỏ cuộc. Quý vị luôn âm thầm chịu đựng, không ngừng nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, bất kể thách thức lớn đến đâu. Có lẽ chính vì điều này mà dần dần vận trình của quý anh chị đã có sự chuyển biến tích cực. Từ giữa năm 2024, những tia sáng của hy vọng đã bắt đầu ló rạng. Quý vị đã từng bước vượt qua khó khăn, khắc phục những trở ngại và bắt đầu gặt hái được những thành quả đầu tiên từ sự kiên trì của mình. Cuối cùng, những nỗ lực không mệt mỏi sẽ không bị lãng quên. Những tháng cuối năm 2024 dự báo mang lại nhiều cơ hội may mắn cho quý vị. Sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, tài lộc dần dần tăng tiến và những khó khăn trước đây cũng sẽ từ từ tan biến. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên cường của quý vị. Nhờ vậy, quý anh chị tuổi Tân Hợi hoàn toàn có thể mong chờ một cái Tết ấm no, hạnh phúc và đủ đầy, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Quý vị với bản tính ôn hòa đã vượt qua một năm đầy biến động và thử thách, nhưng hãy tin rằng vận may sẽ mỉm cười vào cuối năm. Tết này, quý vị có thể ngồi lại bên gia đình, nhìn lại một năm đã qua và tận hưởng những thành quả của sự cố gắng không ngừng. Dự đoán vận trình cuối năm 2024. Về phương diện sự nghiệp, từ giờ cho đến khi khép lại năm 2024, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ trải qua những thay đổi lớn lao, đầy hứa hẹn. Nếu nhìn lại chặng đường trước đây, có thể quý vị từng cảm thấy công việc tiến triển chậm chạp, nhiều khi bế tắc. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang bắt đầu rẽ lối sang một trang mới. Đây là thời kỳ mà những nỗ lực không ngừng nghỉ của quý anh chị sẽ được đền đáp xứng đáng, mở ra nhiều cơ hội to lớn trong sự nghiệp. Thần Phật soi sáng, quý nhân phù trợ, từng bước đi dù nhỏ hay lớn đều sẽ gặp may mắn, tiến triển rõ ràng hơn từng ngày. Với những quý vị đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đây chính là thời điểm vàng để nắm bắt các cơ hội quý giá. Những hợp đồng giao dịch sẽ được ký kết thuận lợi, mối quan hệ với đối tác ngày càng vững chắc. Đặc biệt, từ tháng 11 và 12 âm lịch trở đi, những cơ hội hợp tác lớn hơn sẽ đến, giúp quý vị mở rộng thị trường, khai phá thêm nhiều tiềm năng chưa được khám phá. Đây là lúc quý vị cần phải chủ động, dứt khoát trong việc xây dựng và phát triển mạng lưới kinh doanh, đảm bảo rằng mọi cơ hội đều được nắm bắt kịp thời. Nếu biết tận dụng, lợi nhuận sẽ tăng vọt, mang lại sự thành công ngoài mong đợi. Đối với những ai đang làm việc trong môi trường văn phòng hoặc công việc ổn định, đây chính là thời điểm để quý vị tỏa sáng. Những cố gắng, cống hiến âm thầm của quý vị trong suốt một năm dài giờ đây đã đến lúc được cấp trên ghi nhận. Những đề bạt, thăng tiến hoặc các nhiệm vụ quan trọng đang chờ đợi quý vị trong những tháng cuối năm này, đừng ngần ngại thể hiện hết khả năng của mình, vì sự tín nhiệm từ cấp trên sẽ giúp quý vị vươn tới những vị trí cao hơn. Đây là thời điểm vàng để chứng minh năng lực và tạo dấu ấn mạnh mẽ trong sự nghiệp.
Quý anh chị tuổi Tân Hợi được biết đến với sự kiên trì, bền bỉ và chăm chỉ. Những đức tính này giờ đây sẽ được đền đáp một cách xứng đáng khi nhìn lại chặng đường đã qua. Quý vị có thể tự hào về những gì mình đã làm được và giờ đây chính là lúc để gặt hái những thành công rực rỡ. Công việc sẽ không chỉ dừng lại ở mức ổn định mà còn liên tục phát triển, mang lại những cơ hội lớn lao giúp quý vị bước lên những nấc thang mới của sự nghiệp. Chỉ cần giữ vững niềm tin và sự kiên nhẫn, quý vị sẽ thấy mình tiến xa hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ. Phương diện tài lộc. Cùng với những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tân Hợi cũng sẽ chứng kiến những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong các tháng cuối năm 2024. Nếu trong suốt giai đoạn đầu năm, quý vị đã phải trải qua nhiều khó khăn về tài chính, phải cân nhắc từng khoản chi tiêu, thắt lưng buộc bụng để vượt qua những thời điểm bấp bênh, thì giờ đây mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Từ tháng 11 âm lịch trở đi, vận trình tài lộc bắt đầu thăng hoa mạnh mẽ, mang lại cho quý vị những cơ hội bất ngờ và đáng quý. Đối với những ai đang làm kinh doanh, đây sẽ là giai đoạn mà sự khởi sắc rõ ràng nhất được thể hiện. Các hợp đồng quan trọng sẽ được ký kết một cách thuận lợi. Khách hàng và đối tác liên tục tìm đến, tạo ra những dòng tiền đều đặn và ổn định. Lợi nhuận từ công việc sẽ gia tăng nhanh chóng, không chỉ đến từ các dự án hiện tại, mà cả những khoản đầu tư trước đây đã bắt đầu sinh lời. Từng đồng tiền sẽ ùn ùn kéo về, mang lại sự thịnh vượng và cải thiện đáng kể cho tài chính của gia đình. Điều này sẽ giúp quý vị có thể thoải mái hơn trong việc quản lý tài sản, đồng thời tái đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh để tiếp tục phát triển trong tương lai. Có thể nói, thời điểm cuối năm là cơ hội vàng để những người làm kinh doanh tận dụng triệt để các lợi thế và mở rộng hoạt động. Nếu quý vị đang có ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới hoặc phát triển thêm các hạng mục kinh doanh, thì đây chính là lúc thích hợp để thực hiện. Sự tăng trưởng về tài chính không chỉ giúp quý vị củng cố vị thế trên thị trường, mà còn mang lại một nền tảng tài sản vững chắc, lâu dài. Với những ai làm công ăn lương, tài lộc cũng không kém phần rực rỡ. Không chỉ có lương thưởng cuối năm, mà còn có thể xuất hiện những khoản thu nhập phụ ngoài dự kiến đến từ công việc tay trái, các dự án phụ hoặc sự hỗ trợ từ những nguồn khác. Điều này giúp quý vị không chỉ đủ đầy mà còn có khả năng chuẩn bị một cái Tết thịnh vượng. Không thiếu thốn khoản tài chính dồi dào này sẽ là nền tảng để quý vị không chỉ lo cho bản thân mà còn cho cả gia đình có một mùa Tết sung túc, an vui. Đặc biệt, đối với những người có tâm làm từ thiện, sự may mắn về tài lộc sẽ càng gia tăng. Ông bà ta có câu cho đi là nhận lại, và điều này chưa bao giờ đúng hơn vào giai đoạn cuối năm này. Khi quý vị rộng lòng giúp đỡ người khác, cống hiến công đức làm từ thiện, không chỉ giúp người nhận cảm thấy ấm áp mà quý vị cũng sẽ thấy sự thịnh vượng dồi dào kéo đến. Những phước lành từ hành động thiện nguyện sẽ không chỉ mang lại niềm vui trong lòng mà còn tăng cường tài lộc, giúp quý vị cảm thấy cuộc sống càng viên mãn và an lạc. Phương diện sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Tân Hợi trong năm 2024 nhìn chung có một thể trạng ổn định. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm, quý vị cần chú ý hơn đến việc bảo vệ sức khỏe của mình. Đặc biệt đối với những người cao tuổi như quý anh chị, cần đề phòng cảm mạo và tránh ra ngoài đêm khuya khi thời tiết lạnh. Sức đề kháng có thể yếu đi trong những tháng cuối năm khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột. Việc chăm sóc cơ thể qua chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với rèn luyện thể chất nhẹ nhàng như đi bộ hoặc yoga sẽ giúp quý vị giữ được sức khỏe tốt nhất. Đừng quá chú trọng vào công việc mà quên mất việc nghỉ ngơi, thư giãn. Một tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp quý vị tận hưởng cuộc sống và đón một cái Tết vui vẻ bên gia đình. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là điều nên làm để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh tật và phòng tránh các vấn đề không mong muốn. Ngoài ra, quý vị nên duy trì lối sống tích cực, tránh căng thẳng, lo âu quá mức, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm bận rộn. Phương diện tình cảm gia đạo. Gia đạo của người tuổi Tân Hợi trong những tháng cuối năm 2024 sẽ vô cùng yên ấm, hạnh phúc. Đây là thời điểm mà quý vị có thể cảm nhận rõ sự đoàn kết, yêu thương trong gia đình hòa thuận, con cháu thành đạt và hiếu thảo là điều mà quý anh chị có thể tự hào. Những ai đang có con cháu học hành hay làm việc xa cũng có cơ hội quay quần bên nhau vào dịp Tết. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để quý vị sum họp cùng gia đình, chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên trọn vẹn. Những khó khăn trong gia đình trước đây nếu có sẽ dần dần được hóa giải, mang lại bầu không khí hòa hợp, ấm áp. Với những người tuổi Tân Hợi, niềm vui gia đình luôn là nguồn động lực lớn nhất,
Khi con cháu trưởng thành, thành đạt, quý vị không chỉ có thể an tâm về tương lai của gia đình, mà còn cảm thấy tự hào về những gì mình đã xây dựng qua bao năm tháng. Hãy trân trọng những khoảnh khắc này và dành thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên gia đình. Tử vi chi tiết từng tháng từ nay đến Tết 2025 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. May mắn có thần tài chỉ điểm, thuận lợi để thành công. Đến tháng 10 âm lịch, vận trình của người tuổi Tân Hợi sẽ có những bước tiến đáng kể. Đây là tháng mà thần tài sẽ chỉ điểm, giúp quý vị có được những cơ hội rõ ràng hơn để thành công. Những khó khăn và trở ngại từ các tháng trước giờ đây sẽ dần tan biến, mở đường cho những điều may mắn và thuận lợi hơn. Đặc biệt, đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đây là thời điểm quý vị nên mạnh dạn đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh. Thần tài sẽ mang đến những dự án mới, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội hợp tác có thể mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Quý vị nên chú trọng đến việc tạo dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác, vì đây là chìa khóa quan trọng để giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn. Với những người làm công ăn lương, tháng 10 cũng là giai đoạn thích hợp để quý vị xin thăng chức hoặc đề nghị tăng lương. Nhờ có sự hỗ trợ từ cấp trên và những thành tựu mà quý vị đã đạt được trong thời gian trước, khả năng được ghi nhận và trao cho những vị trí cao hơn là rất lớn. Đây cũng là thời điểm mà tài chính của quý vị có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Nguồn thu từ công việc việc chính lẫn các dự án phụ sẽ bắt đầu ổn định và tăng trưởng. Hãy mạnh dạn trong việc đầu tư vào những lĩnh vực mà quý vị cảm thấy tự tin, vì cơ hội thành công trong tháng này là rất cao. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý, ơn trên độ mệnh, đổi đời giàu sang. Tháng 11 âm lịch sẽ là một tháng đáng nhớ đối với người tuổi Tân Hợi. Đây là giai đoạn mà ơn trên độ mệnh giúp quý vị có thể đổi đời giàu sang. Với sự phù trợ từ quý nhân và các ngôi sao may mắn, mọi lĩnh vực trong cuộc sống của quý vị, từ sự nghiệp đến tài lộc và gia đạo đều sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể. Trong sự nghiệp, những ai đang hoạt động kinh doanh sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ và đột phá. Các dự án đang dang dở sẽ tiến triển nhanh chóng, mang lại nguồn thu nhập khổng lồ. Quý vị có thể nhận được những khoản tiền lớn từ các hợp đồng đã ký kết trước đó hoặc có cơ hội ký kết thêm các hợp đồng mới. Tháng này đặc biệt phù hợp để mở rộng thị trường hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới, vì vận may đang nghiêng về phía quý vị. Tài lộc của quý vị trong tháng này sẽ dồi dào. Tiền bạc không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt quý vị có thể nhận được những khoản thu bất ngờ, có thể là từ việc đầu tư sinh lời cao hoặc những món quà giá trị từ quý nhân. Đây là thời điểm mà người tuổi Tân Hợi có thể chuẩn bị cho một cuộc sống đầy đủ, thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Về mặt gia đạo, tháng 11 âm lịch cũng mang lại sự yên bình và ấm áp cho gia đình quý vị. Con cháu thành đạt, gia đình hòa thuận, mọi sự diễn ra suôn sẻ, tạo điều kiện để quý vị có thể tập trung vào việc phát triển sự nghiệp mà không phải lo lắng về cuộc sống gia đình. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu, đón Tết rộn ràng, ăn Tết to nhất làng. Tháng 12 âm lịch là thời điểm mà người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ hoàn tất những kế hoạch cuối năm và chuẩn bị cho một cái Tết rộn ràng, no đủ. Sau một năm làm việc chăm chỉ và gặt hái nhiều thành công, đây là lúc quý vị có thể thảnh thơi để tận hưởng thành quả của mình. Tài chính trong tháng này sẽ vô cùng dồi dào, đủ để quý vị có thể ăn Tết lớn, thậm chí trở thành người có điều kiện ăn Tết to nhất làng. Những ai hoạt động kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ từ các dự án cuối năm, còn những người làm công ăn lương cũng nhận được những khoản thưởng Tết hậu hĩnh. Đây cũng là thời điểm mà quý vị có thể tận hưởng niềm vui quây quần bên gia đình, con cháu, những người con xa nhà sẽ trở về, mang lại không khí đoàn viên, ấm áp, gia đình hòa thuận, không khí Tết tràn đầy hạnh phúc sẽ là nguồn động lực lớn nhất để quý vị bước vào năm mới với tinh thần sảng khoái và lạc quan. Tháng 12 âm lịch không chỉ là lúc để quý vị nghỉ ngơi và tận hưởng thành quả, mà còn là dịp để quý vị chuẩn bị những kế hoạch mới cho năm tới. Dù đã gặt hái được nhiều thành công trong năm nay, nhưng đừng quên đặt ra những mục tiêu mới cho năm sau để tiếp tục phát triển và tiến xa hơn nữa. Với sự ủng hộ của gia đình và sự thịnh vượng về tài chính, quý vị hoàn toàn có thể tổ chức những buổi tiệc Tết linh đình, đón mừng năm mới cùng người thân, bạn bè và người quen. Đây chắc chắn sẽ là cái Tết lớn, đầy đủ và hạnh phúc nhất mà quý vị từng trải qua. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024.
Mặc dù vận trình cuối năm của người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 có nhiều may mắn, tài lộc dồi dào và sự nghiệp thăng hoa, nhưng vẫn không tránh khỏi một số vận hạn nhỏ cần chú ý. Đặc biệt vào dịp cuối năm, khi mọi người bận rộn với công việc và chuẩn bị đón Tết, các vấn đề bất ngờ có thể xảy ra, ảnh hưởng đến cả tài chính, sức khỏe và mối quan hệ gia đình. Chính vì vậy, để đảm bảo một cái Tết trọn vẹn và bình an, quý vị nên thực hiện những biện pháp hóa giải vận hạn sau. 1. Hạn chế mang theo nhiều tiền bạc và đồ quý giá khi ra ngoài. Một trong những vận hạn dễ gặp nhất vào cuối năm là mất mát tài sản, trộm cắp hoặc lừa đảo. Thời điểm lễ Tết là lúc mọi người thường có nhiều tiền bạc của cải bên mình để chuẩn bị cho các hoạt động mua sắm, chi tiêu. Điều này cũng tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng. Chính vì vậy, quý vị nên hạn chế mang theo tiền mặt hoặc đồ trang sức có giá trị lớn khi ra ngoài. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn tránh được những rủi ro không đáng có. Thay vì cầm nhiều tiền mặt, quý vị nên sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử, vừa an toàn lại tiện lợi. Đồng thời khi đi mua sắm, hãy chú ý đến việc bảo quản tài sản cá nhân, tránh để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng. Điều này đặc biệt quan trọng trong các dịp lễ Tết, khi lượng người tham gia mua sắm, đi lại tăng đột biến, làm tăng nguy cơ mất mát tài sản. 2. Cẩn trọng trong các giao dịch tài chính lớn. Một vấn đề khác cần chú ý vào cuối năm là các giao dịch tài chính lớn. Đối với những người tuổi Tân Hợi, đây là thời điểm tài lộc thăng tiến, nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mở ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào cơ hội cũng đi kèm với sự an toàn. Quý vị cần tỉnh táo và cẩn trọng trong các giao dịch tài chính, đặc biệt là khi liên quan đến những khoản tiền lớn hoặc hợp đồng dài hạn. Khi tham gia đầu tư hoặc ký kết hợp đồng, quý vị nên đảm bảo mọi điều khoản đều rõ ràng, minh bạch và được xác nhận bằng văn bản chính thức. Nếu có thể, hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính hoặc luật sư để tránh những rủi ro không đáng có. Đồng thời, quý vị cũng cần xem xét kỹ lưỡng đối tác kinh doanh, tránh bị lừa đảo hoặc thao túng tài chính. Đặc biệt, tránh bị cuốn theo những cơ hội đầu tư nhanh giàu hoặc những lời mời gọi với lợi nhuận hấp dẫn nhưng không có cơ sở rõ ràng. Hãy chỉ đầu tư vào những dự án mà quý vị hiểu rõ và tin tưởng để đảm bảo an toàn tài chính cho mình và gia đình. 3. Giữ thái độ ôn hòa trong các mối quan hệ trong gia đình. Vào những tháng cuối năm, áp lực từ công việc và chuẩn bị Tết đôi khi có thể dẫn đến những mâu thuẫn nhỏ, dễ khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Đây là lúc quý vị cần giữ thái độ ôn hòa, thấu hiểu và tránh mâu thuẫn không đáng có trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong gia đình. Với tính cách hiền hòa và điềm đạm, người tuổi Tân Hợi thường dễ dàng giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng, nhưng áp lực cuối năm đôi khi vẫn có thể khiến quý vị mất kiểm soát cảm xúc. Để duy trì sự hòa khí trong gia đình, quý vị cần lắng nghe nhiều hơn, đồng cảm với những người thân yêu và tránh những tranh cãi không cần thiết. Nếu có bất đồng xảy ra, hãy giải quyết bằng sự nhẫn nhịn và thấu hiểu. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, thời gian đoàn viên quan trọng hơn cả, hãy biết trân trọng khoảnh khắc bên gia đình, con cháu và tạo ra bầu không khí ấm cúng, hòa thuận. 4. Đề phòng các bệnh tật bất ngờ, chăm sóc sức khỏe bản thân. Một trong những điều cần chú ý để hóa giải vận hạn cuối năm là sức khỏe. Dù trong năm 2024, sức khỏe của người tuổi Tân Hợi nhìn chung ổn định, nhưng vào những tháng cuối năm, đặc biệt là khi thời tiết chuyển lạnh, quý vị cần đề phòng các bệnh cảm mạo, cảm lạnh. Việc đi lại thường xuyên, tham gia các hoạt động cuối năm, thức khuya hoặc ăn uống không điều độ cũng có thể khiến sức đề kháng suy giảm. Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, quý vị nên chú ý ăn uống cân bằng, bổ sung đủ dinh dưỡng và tăng cường luyện tập thể dục thể thao nhẹ nhàng. Tránh việc ra ngoài vào đêm khuya hoặc thời tiết lạnh để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp. Ngoài ra, hãy luôn chuẩn bị cho mình một chế độ nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo năng lượng và đón Tết với tinh thần sảng khoái, khỏe mạnh. 5. Tăng cường phúc khí qua hành động thiện nguyện. Để hóa giải vận hạn, một trong những cách hiệu quả nhất chính là tăng cường phúc khí bằng việc làm thiện nguyện, giúp đỡ người khác. Theo quan niệm dân gian, những hành động tốt đẹp sẽ tạo ra năng lượng tích cực, giúp hóa giải mọi điều không may mắn và mang lại sự an lành. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, khi chuẩn bị đón Tết, việc đóng góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn giúp quý vị cảm thấy an nhiên, thanh thản. Những hành động nhỏ như quyên góp từ thiện, giúp đỡ người già,
trẻ em hoặc đơn giản là lan tỏa yêu thương, quan tâm đến những người xung quanh, sẽ giúp quý vị thu hút được vận khí tốt và tránh xa những vận hạn không mong muốn. Đây là cách tốt nhất để tăng cường may mắn và đảm bảo rằng quý vị sẽ có một cái Tết bình an, trọn vẹn. 6. Sử dụng phong thủy để tăng cường vận may. Cuối cùng, quý vị có thể sử dụng các biện pháp phong thủy để hóa giải vận hạn và thu hút vận may. Một số vật phẩm phong thủy như vòng tay đá quý, tượng Phật hoặc các biểu tượng tam hợp sẽ giúp bảo vệ quý vị khỏi những rủi ro không mong muốn, đồng thời tăng cường năng lượng tích cực. Đặt các vật phẩm này trong nhà, nơi làm việc hoặc mang theo bên mình sẽ giúp vận khí tốt được gia tăng, mang lại sự thuận lợi trong cả công việc và cuộc sống. Hãy lựa chọn những vật phẩm phong thủy phù hợp với mệnh mộc của tuổi Tân Hợi, chẳng hạn như các loại đá quý màu xanh lục hoặc màu đen, tượng trưng cho hành thủy, yếu tố hỗ trợ cho mệnh mộc. Đặt các biểu tượng này ở các hướng các tường trong nhà sẽ giúp cải thiện năng lượng tích cực và hóa giải mọi điều không may mắn. Lời dạy của cổ nhân để có được sự an vui tuổi già. Người xưa có câu, tri túc thường lạc, tức là biết đủ là hạnh phúc. Đây là triết lý mà người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 nên khắc ghi khi bước vào tuổi 65. Ở độ tuổi này, quý vị đã đi qua những giai đoạn vất vả nhất của cuộc đời, từ những khó khăn, sóng gió, đến những lúc hạnh phúc đong đầy. Tất cả đã làm nên một cuộc đời trọn vẹn và giờ đây, điều quan trọng nhất chính là biết hài lòng với những gì mình đã đạt được, để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Quý vị thân mến, nhiều người trong chúng ta thường quan niệm rằng hạnh phúc nằm ở việc có thật nhiều của cải, đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Thế nhưng, khi tuổi đời càng cao, chúng ta càng nhận ra rằng điều quý giá nhất chính là sức khỏe, sự bình yên và niềm vui giản dị bên gia đình, con cháu. Tiền bạc, danh vọng có thể mang lại sự thỏa mãn nhất thời, nhưng chỉ sự hài lòng, biết đủ với những gì mình đã có mới giúp quý vị cảm nhận được niềm vui trọn vẹn. 1. Trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình. Đến tuổi 65, quý vị có thể nhìn lại cuộc đời với niềm tự hào vì những gì mình đã làm được. Gia đình, con cháu trưởng thành, sự nghiệp đã vững vàng và giờ đây là lúc quý vị có thể tận hưởng cuộc sống an nhiên. Những khoảnh khắc bên gia đình, con cháu chính là tài sản quý giá nhất ở tuổi này. Dù là những bữa cơm gia đình đơn giản, những buổi trò chuyện, hỏi han con cháu hay chỉ là những giờ phút ngồi nhìn các thế hệ trong gia đình sinh hoạt, tất cả đều mang lại niềm hạnh phúc không thể đo đếm bằng tiền bạc. Cổ nhân từng nói, gia đình là nền tảng của hạnh phúc, người tuổi Tân Hợi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Sống chậm lại để cảm nhận những yêu thương từ người thân, những khoảnh khắc này sẽ giúp quý vị cảm thấy yên tâm, thanh thản và hài lòng với cuộc sống hiện tại. 2. Học cách buông bỏ áp lực, sống chậm lại. Ở tuổi già, chúng ta không còn những áp lực về công việc hay mưu sinh như trước đây, nhưng đôi khi vẫn tự tạo ra những lo lắng không đáng có. Có những người vẫn mãi bận tâm về thành công, về việc đạt được những gì lớn lao hơn, nhưng hạnh phúc thật sự không đến từ việc có nhiều hơn, mà từ việc biết khi nào là đủ. Hãy học cách buông bỏ những lo toan, không quá bận lòng về những thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi quý vị biết chấp nhận những gì đã qua và tập trung vào hiện tại. Người xưa vẫn nói buông bỏ là nhẹ lòng. Khi quý vị buông bỏ được những nặng nề trong tâm, niềm an vui sẽ tự nhiên đến. Tuổi già là giai đoạn để quý vị học cách sống chậm lại. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, tận hưởng những thú vui đơn giản như đi dạo, chăm sóc cây cảnh hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ người cao tuổi. Những hoạt động nhẹ nhàng này không chỉ giúp quý vị duy trì sức khỏe, mà còn giúp tâm hồn luôn thư thái, an nhiên. 3. Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần. Đối với người tuổi Tân Hợi, sức khỏe là một trong những yếu tố quan trọng nhất để có được sự an vui tuổi già. Có một câu nói rằng, sức khỏe là vàng. Ở tuổi 65, quý vị cần chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc bản thân. Bên cạnh việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, quý vị cũng nên tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hoặc tham gia các lớp thể dục dưỡng sinh. Những hoạt động này không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh mà còn giúp tinh thần minh mẫn, lạc quan hơn. Đừng quên chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng việc duy trì lối sống tích cực, tránh xa những căng thẳng, lo âu không cần thiết, thực hành thiền định, dành thời gian đọc sách hoặc tham gia vào các buổi thảo luận. Chia sẻ kinh nghiệm sống với những người bạn đồng trang lứa cũng là cách tốt để duy trì trạng thái tinh thần an lạc. Quý vị cũng nên dành thời gian đến chùa chiền, tham gia các hoạt động tâm linh, cầu bình an cho bản thân và gia đình.
Việc thực hành tâm linh không chỉ mang lại sự thanh thản cho tâm hồn, mà còn giúp quý vị cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình hơn. 4. Sống hướng thiện, tích đức cho con cháu. Người xưa thường nói, đức năng thắng số. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, việc sống tốt, làm điều thiện không chỉ giúp tạo phước đức cho chính mình, mà còn để lại phúc lành cho con cháu. Ở tuổi này, quý vị nên hướng đến những hành động thiện lành, giúp đỡ người khác, làm những việc tốt dù là nhỏ bé nhất. Sống hướng thiện không chỉ giúp quý vị cảm thấy an nhiên, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi hành động tốt mà quý vị làm hôm nay sẽ là phúc lành cho con cháu sau này. Việc tham gia từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí chỉ là việc tử tế, thân thiện trong giao tiếp hàng ngày, cũng sẽ giúp quý vị cảm thấy hạnh phúc hơn. 5. Thực hành lòng biết ơn và sống trong hiện tại. Cuộc đời có lúc thăng, lúc trầm, và điều quan trọng nhất là biết ơn những gì chúng ta đang có. Lòng biết ơn không chỉ giúp chúng ta sống hạnh phúc, mà còn mang lại cảm giác bình yên trong tâm hồn. Người tuổi Tân Hợi nên thường xuyên thực hành lòng biết ơn từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, như cảm ơn vì sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc hay những khoảnh khắc bình yên bên con cháu. Khi biết ơn, chúng ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Hãy sống trong hiện tại, đừng quá bận lòng về quá khứ hay tương lai. Mỗi ngày mới đến đều là một món quà quý giá, và việc sống trọn vẹn từng phút giây sẽ giúp quý vị cảm nhận được niềm vui và an lạc sâu sắc. Nhìn lại năm 2024, chúng ta có thể thấy rằng từ nay đến Tết âm lịch 2025 là khoảng thời gian đầy may mắn và thịnh vượng đang chờ đợi. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, tài lộc dồi dào và gia đạo yên ấm sẽ là điểm sáng lớn trong thời gian này. Tuy nhiên, để đón nhận trọn vẹn những điều tốt đẹp ấy, quý vị vẫn cần lưu ý một vài vận hạn nhỏ có thể xuất hiện trong những tháng cuối năm. Những rủi ro về tài chính, sức khỏe và các mối quan hệ sẽ không còn là vấn đề lớn nếu chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện các biện pháp phòng tránh đúng đắn. Sự tỉnh táo, cẩn trọng và biết cách giữ gìn sức khỏe, gia đạo sẽ giúp quý vị bước qua năm 2024 với sự thành công trọn vẹn và đón nhận một năm mới đầy niềm vui, bình an. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với tinh thần kiên nhẫn, hiền hòa và sự nhạy bén trong quyết định, người tuổi Tân Hợi hoàn toàn có thể nắm bắt những cơ hội và vận may mà số mệnh mang lại trong thời gian tới. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, không ngừng nỗ lực và đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang đến. Trước khi kết thúc video hôm nay, Minh Đương Tử Vi muốn nhắc nhở quý vị rằng chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những dự đoán tử vi, các phương pháp hóa giải vận hạn và nhiều thông hữu ích khác trong các video sắp tới. Để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và like video này. Quý vị cũng có thể chia sẻ video với những người thân yêu để họ cũng có cơ hội chuẩn bị cho một năm mới bình an, thịnh vượng. Xin kính chúc quý anh chị tuổi Tân Hợi một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.